Rồi, một sự việc đã xảy ra trong lúc vui chơi, bạn Ben và bạn Tai giận nhau. Và bây giờ bạn Tai bỏ đi và bạn người cá Ben đang trên đường tìm bạn người cá Tai. Người cá Ben làm người cá Tai buồn. Người cá Tai bỏ ra xe. Hai người cá đang giận nhau. Còn mấy bạn người cá nữ thì đang tìm bạn người cá Tai. Người cá Ben sau khi làm bạn người cá Tai buồn, người cá Ben cũng không vui hơn. Mà người cá Ben rồi chúng ta đi ra rước bạn người cá Tai vô. Vậy là sao? Ông này không có đâu rồi, anh tìm rồi. Bạn người cá Tai ra xe rồi, bạn người cá Tai buồn rồi. Nè, người cá Tai nè, người cá Ben nè. Đâu rồi mấy bạn? Buồn quá ra bãi đậu xe rồi kìa. Nè bạn người cá Tai ngoài đây nè. Đâu rồi bạn Ben đâu rồi? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Đi theo Tuyôn. Anh Tuyôn nhanh lên. Chính xác. Bây giờ lại thêm một bài học mới nữa cho các bạn người cá thấy. Đừng để giận quá mất khôn. Chăm chọc nhau nè. Rồi làm cho nhau đau nè. Xong rồi cả hai. Ben chọc tai á. Ben chọc tai là bột giặt tai. Ừ, Ben chọc tai là bột giặt tai. Tai tai có làm gì đâu. Đúng rồi. Nhưng mà Tai tên quá đẹp rồi, Tai là Thủy Triều. Người cá Tai có tên đẹp như vậy bị chọc cái là muốn đổi tên liền à các bạn. Người cá Tai thật là nhẹ dạ cả tin. Trời, người cá Tai chạy kìa. Ôi, ôi giận mở đuôi tốc độ rồi các bạn. Ôi giận mà phá ghê chưa. Ảo ghê chưa. Thấy người cá Tai không? Người cá Tai giận khóc xong rồi người cá Tai chạy nhi. Chạy dữ không? Chạy không ai bắt được luôn. Tai ơi, đi vô ăn đi cho xong đi. Khóc rồi, xong rồi. Quề đi nha. Vô chơi với nhau lại đi. Không được. Bạn Ben biết lỗi rồi. Không được. Ghê anh không? Hai em đang giận quá. Em đang sắp hông luôn rồi đó. Trời ơi, anh hai có đứa em gái giỏi chưa các bạn? Anh hai mà giận là đứa em gái của Tai cũng chạy ra nè. Người cá Nori nè, ra an ủi nè. Ôi vô Tai vô. Thôi Tai mệt mấy bạn người cá này dễ sợ luôn ta. Giận rồi khóc, khóc rồi chơi, chơi rồi giận. Sao mấy bạn dễ bị tiêm nhiễm tính của người thường quá vậy. Đó cũng may là tôi đang tập cho mấy bạn người cá ăn chay để giữ cho tính tình ôn hòa. Bạn người cá Tai
ăn thịt động vật cũng hơi nhiều nên bạn ấy dễ bị cảm xúc chi phối quá. Nếu mà có thể ăn rau củ quả được, không còn thèm muốn ăn thịt động vật, thì tính bạn ấy cũng giống như là cành cây ngọn cỏ, cho dù có bị chà đạp vẫn có thể bình tĩnh, tự nhiên tự tại. Còn ăn thịt động vật thì bị chi phối bởi cảm xúc của những con vật nên trở nên yếu đuối. Đây, bạn người cá tai, tuy bạn ấy mau giận vậy chứ bạn ấy cũng mau vui lắm. Tai đi vô ăn đi, nhanh lên. Thôi, để bạn người cá tai ở đây đi rồi chúng ta đi vô. Lâu rồi em đừng có bên em, anh hai của em quá. Đúng rồi. Trời ơi, người cá Luna và người cá Mimi. Trong tình huống các người cá nam đang giận nhau thì các người cá nữ đang tỏ vẻ rất là dịu dàng, quan tâm, thân thiện. Đặc biệt là người cá Luna. Người cá Luna có khả năng đàm phán rất cao. Bạn ấy có thể xua tan mọi căng thẳng rất nhanh, giúp cho các người cá trở về với trạng thái ổn định. Đặc biệt là bạn người cá Ben rất sợ người cá Luna. Rồi người cá. Rồi bây giờ từ cái trò giận nhau thành một trò chơi rượt bắt. Rượt bắt luôn rồi kìa. Người cá Luna đang xử trí bạn người cá tai như thế nào? Chạy đau bụng luôn. Còn đây là em của người cá tai luôn ủng hộ anh hai của mình. Hai người buồn. Đều có lỗi tay rồi. Đúng rồi, cả hai bạn đều có lỗi mà. Hai cái này nghe vậy. Đừng để bạn người cá Luna cao cả tức giận. Người cá Luna đang đề ba 500 cây chuối một giờ. Tốc độ này khá là nhanh. Tốc độ này phải xuống ruộng đua mới được. Bắt đầu các bạn người cá nữ đang bài binh bố trận để bắt bạn người cá tai ngỗ nghịch. Người cá em của tai. Rồi bây giờ người cá tai đâu rồi? Leo lên nóc xe ngồi luôn rồi. Người cá tai bây giờ đang làm gì các bạn coi nè. Tên tai là một cái tên rất là đẹp. Tên tai là tên là Thủy Triều. Mà bạn ấy nghe bạn Ben chọc là tai là siêu sạch, thơm tho, bột giặt mà bạn ấy giận. Bạn ấy thật là dễ bị dụ. Cái tên đẹp đặc biệt như vậy nên tôi mới tặng cho bạn ấy. Mà chỉ vì nghe mấy lời chăm chọc mà bạn ấy lại nghĩ cái tên đó là tên xấu. Bởi vậy các em nhỏ hãy nhớ điều này. Nếu bị người khác chăm chọc thì các em vẫn phải tỏ vẻ bình thường, vui vẻ lại thì người khác họ mới nể mình. Rồi bây giờ bạn tai Tion sẽ chịu tập bảo vệ ở đây để xử bạn tai. Ok, nếu bạn tai cứ chạy. Chú bảo vệ ơi, nhóc này nó chạy hoài, chú vô chú xử giùm con. Không chịu về. Đây chú bảo vệ đây. Cảm ơn chú, xử lý giùm con. Vô bãi giữ xe quậy nè chú. Không có cắn nha. Lori hư nha. Lori đừng có bên anh hai như vậy
Nuri, nghe lời Tion không? Không. Giờ sao? Anh hai Nuri quậy lắm á. Thấy chưa, bạn người ca tài. Đúng rồi. Chơi mà chơi quýnh với bạn là không dí nữa. Đúng rồi, bạn người cá tai chơi chơi hư rồi. Thôi. Ở đó luôn đi. Đúng rồi. Đi nha, đi về nha. Mình sai mà mình không chịu trách nhiệm sai là ở đó. Đúng rồi. Đúng rồi, mấy bạn đã đúng. Hôm nay tôi ghi nhận các bạn người cá Luna, Mimi và Ruby đã thể hiện tình đoàn kết rất tốt. Bạn người cá tai quá dễ bị nóng giận. Bạn ấy chưa biết cách làm chủ được thân thể của mình, hơi thở của mình, cảm xúc của mình. Nên kệ bạn ấy đi. Tiêm nhiễm những tính xấu này là do ăn thịt động vật mà ra. Để trị bạn ấy, chúng ta phải từ bỏ bạn ấy. Sẽ bị một hình phạt, đó là không quan tâm. Để cho bạn ấy có thời gian thay đổi. Người cá tai sau khi không chịu hối lỗi, không chịu tha thứ, còn chống cự các bạn người cá khác nữa, thì bây giờ có bạn người cá, người cá Winnie. Bạn người cá Winnie và một bạn nhỏ trong hội người cá quyết định đi ra coi sự việc như thế nào, sẵn tiện tìm luôn bạn người cá Benjamin. Bây giờ bạn người cá Ben đang ở đâu đây các bạn? Ba, bạn người cá Ben lại bắt đầu chạy trốn các bạn người cá khác. Bạn người cá Winnie đang dí theo bạn người cá Ben. Ồ, hai bạn người cá tai và bạn người cá Ben làm cho cả hội người cá lúng túng bối rối. Hello. Mấy em cũng ra luôn rồi à? Bây giờ bạn người cá tai đã bình thường trở lại. Vậy hả, bạn Ben đây nè. Đi vô mạng rồi đây. Ben đâu rồi? Đi vô đây. Đi đây nè. Bốn. Ben nè. Ben và tai. Người cá tai và người cá Ben. Chỉ một chuyện nhỏ thôi, các em có thấy không? Một chuyện nhỏ xé thành chuyện to. Hả? Anh Tôn cũng đi tìm Ben với tụi em rồi. Rồi, Ben phía trước rồi. Nếu làm người cá mà các em không học được cách tha thứ, không học được tính buông xả, không từ bỏ bớt thèm muốn ăn thịt động vật, thì các em sẽ cũng giống như người thường thôi. Các em sẽ mắc phải lỗi lầm rất là nhiều. Và trên con đường giải cứu thiên nhiên và động vật, các em sẽ rất có nhiều cám dỗ. Những cám dỗ đó sẽ làm các em nản ý chí. Các em đã thấy bài học mà tôi dành cho các em rồi chứ. Nên dù có lỗi lầm gì, nếu đã xin lỗi thì mình phải tha thứ. Giống như là yêu là thả thú, thả thú xong rồi phải biết tha thứ. Nếu mà tôi ghét những người làm hại động vật, không tha thứ cho họ được, thì tôi sẽ cũng trở thành một người rất là ác. Nên yêu là thả thú, thả thú xong rồi phải tha thứ. Tha thứ được thì mình mới có thể thành tiên được. Các em hiểu chưa? Hiểu chưa? Sao Ben không chịu tha thứ? Đúng rồi, Ben không chịu tha thứ cho bạn bè ha. Bởi vì Ben sẽ khổ. Nếu Ben biết tha thứ, Ben mới không khổ, đúng không? Bây giờ bạn người cá Ben người,
các bạn coi bạn người cá Ben kìa. Không, Ben nó không bao giờ đánh con gái đâu. Còn tay á là con gái xốp luôn. Bởi vậy á, để mấy bạn nữ xử bạn Ben thì được. Bạn Ben có thể bị bạn nữ xử, mà bạn nam mà xía vô là khó à. Ben ơi, bây giờ hai bạn quà với nhau đi nha. Không diễn sâu nữa nha. Không đóng phim nữa nha. Rồi bạn Ben với bạn Tai giờ đã quề nhau rồi đó các bạn, mà hai bạn ấy đang diễn. Rồi à, xin lỗi rồi. Ai xin lỗi? Ben ăn chơi mà trong lòng của Ben. Hai đứa xin lỗi không? Thì tối nay có muốn nó ở chung với con không? Không được. Nếu mà hai con mở chung với nhau không hòa nhau, hai con cắn nhau y như hai con cái cá cắn nhau sao được? Bắt tay rồi. Bắt tay chưa? Cười đi. Bắt tay rồi. Mà con có thương nó không? Bắt tay rồi nhưng mà chưa chơi với nhau rồi. Nhưng mà con có mến nó không? Bây giờ bé mến nó ở được, không mến không nói chung được. Bé phải thật lòng. Bé đừng nói đâu mà bạn con. Nó làm sao? Bé đừng mến thật lòng rồi tối mà mình ngủ không có vui. Nhưng mà con phải giờ con biết rồi. Để thí dụ như con là một ngôi sao, con muốn chơi người bạn là con phải hòa đồng chung nhau chơi mới được. Chứ đừng con phải gái cao quá, con muốn chơi được với bạn con. Rồi tay với Ben qua ngồi bắt tay nhau quề coi. Rồi vô đây phụ tôi ăn hết cái nồi lẩu này coi. Có gì con nói thẳng. Thấy không, con có vui được với nhau bạn không bạn? Mà con có mến không? Mến bạn hay tối cho bạn hay vô lại, mến rồi bạn hay về. Hả? Là con thích chơi với bạn Thai. Vậy sao thích chơi với đây đây rồi cà cọc luôn á. Vậy giờ chưa mai mốt là không có như vậy nữa nha. Ví dụ như có quạo á, bạn chơi quạo quá, nói bạn luôn bạn chơi quạo mình không chơi bạn nữa. Nhưng mà nó bể ra, mình nó không chịu thả luôn á. Vậy con nói bạn ơi đau quá. Có phải bắt buộc nhéo luôn á. Mấy con không chơi dẫn được, đang quạo không chơi được. Rồi giờ qua bạn Tai đi, bạn Ben có nhiều lý do quá. Rồi các bạn này trả đi khỏi đây, giờ sao? Rồi Tai nè, qua nói chuyện sao với bạn coi, tôi anh coi đàng hoàng coi. Qua xin lỗi bạn đàng hoàng, có ở đây mọi người làm chứng, phụ huynh người cá làm chứng. Không, chắn mới làm được. Thì không được, con cần không đàng hoàng. Con người làm chắn là thường. Vậy mới cỡ đó. Làm nó cỡ, con người không làm bậy không có cỡ. Là hôm nay là lần này lần cuối. Muốn ở với anh Tư là phải theo. Vậy là phải cho ba. Theo nè. Rồi qua hai bạn bắt tay nhau quầy lần này lần cuối. Đi đâu ai? Tư Huynh không muốn tình trạng này xảy ra lần nữa. Nè. Nha. Ủa Tư Huynh sao thì em có lỗi với... Tai với Ben. Tai lại có lỗi. Muốn đàng hoàng, muốn ở chơi. Rồi. Rồi Ben vô đây bắt tay với bạn quầy cho Tư Huynh coi coi bắt tay đàng hoàng. Tuyên chưa thấy. Có cái bạn này làm chứng. Không, Tuyên muốn làm lại cho mấy bạn. Thấy không? Đâu thấy lên. Lại lên lên. Đếm tới 3 nha. Em với Mimi đâu thấy đâu. Đâu em thấy. Nâng giá bộ nha. 1. Em đâu thấy nào. Không thấy. Có chứng kiến luôn. Thầy nói nè. Hai em mà bắt tay không được thì đừng có về nhà Tuyên tối nay nha. Thiệt có nó có nè, nó là phải cái gì nữa chứ. Lẹ lên. Mình không có nghe quay. Rồi nhanh lên mấy em nhanh lên, tôi không thời gian nha. Qua bắt tay quầy. Ôm một cái luôn, tối ngủ chung được. Nhanh lên, nhanh lên. Tay Ben đứng lên Ben. Ben nhanh lên Ben. Không có bắt cãi gì hết á, mình lớn rồi, mình rồi. Lần này là lần cuối Ben và Tai giận nhau nha. Các bạn làm chứng nha. Rồi Ben. Nhanh lên. Ben nhanh lên Ben. Không luôn hả? Sao vậy? Mọi người làm chứng rồi kìa. Rồi Ben nè. Rồi chưa? Bắt tay nào lạ chứ coi. Bắt tay kiểu người cá mà. Bắt tay này đâu phải người thường. Bắt một cái coi. Bắt tay người cá.
thấy không? Bị nhiễm tính người thường nhiều quá rồi giờ quên bắt tay người khác. Chị nè. Rồi quả một cái gì nè. Không phải sai biết rồi bắt tay người khác thì phải bắt tay vậy nè, hiểu không? Tại sao được? Đúng không? Đúng rồi. Ôm lại cái ơi. Thôi ôm luôn đi. Ôm nhau luôn đi. Không ôm nhau là không được nha. Không được không? Phải tối cắn nhau là được. Đúng rồi, phải ôm nhau. Không ôm đâu. Ôm đi. Ôm một cái đi. Vậy bắt tay người cá cho đúng đi, tay không biết bắt tay kìa. Anh Tôn ơi, cho ôm hung cái đi. Ôm hung cái đi. Bắt tay sai quá, ôm đi. Chút đầu quay kìa. Ôm hung cái đi anh Tôn. Hung tay nhau đi. Anh ơi, quá. Rồi vậy là Tôn lần này là tha thứ nha.